Các bạn thân mến, trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thì triều đại nhà Trần đã tạo nên một cột mốc son chói lọi khi mà đã 3 lần đánh bại được quân Mông Nguyên, một đội quân xâm lược thiện chiến bậc nhất thời điểm bấy giờ. Và vào thời điểm đó thì quân Đại Việt của chúng ta có rất là nhiều những vị anh hùng kiệt xuất, trong đó có vị anh hùng mang tên Trần Khánh Dư. Và ngày hôm nay hãy cùng với Thanh Hiền và Ghiền Sử Việt chúng ta đi tìm hiểu sâu hơn về vị anh hùng kiệt xuất này thông qua video dưới đây nhé. Trong thời kỳ nhà Trần tạo nên chiến tích lừng lẫy với 3 lần đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Nguyên, đạo quân xâm lược được đánh giá là hung hãn và thiện chiến bậc nhất, thì nước ta thời điểm đó xuất hiện nhiều danh tướng lừng lẫy. Ngoài Hưng Đạo Vương thì còn phải nhắc đến Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái. Còn theo một số sử liệu, nhà sử học Phan Huy Chú đã xếp Trần Khánh Dư ở hàng thứ tư đời Trần, chỉ đứng sau Hưng Đạo Vương, Trần Nhật Duật và Phạm Ngũ Lão. Thế nhưng với Hưng Đạo Vương, Trần Khánh Dư có lẽ được ông đánh giá còn cao hơn vị trí thứ tư mà người đương thời bầu chọn. Hưng Đạo Vương không hề để bụng chuyện Trần Khánh Dư đã làm việc có lỗi với gia đình ông khi đã tư thông với công chúa Thiên Thụy, vốn là con dâu của Hưng Đạo Vương. Khi đất nước đối mặt với nạn ngoại xâm, Hưng Đạo Vương đã tin tưởng mà trao cho Trần Khánh Dư toàn quyền hành xử ở vị trí chiến lược Vân Đồn. Có thể thấy, Hưng Đạo Vương có thể thông cảm cho sai lầm quá khứ trong chuyện tình cảm của Khánh Dư. Và điều mấu chốt hơn là Hưng Đạo Vương là người công tư phân minh, ông đánh giá cực cao tài năng cầm quân của Trần Khánh Dư. Sau khi lập nên chiến công lừng lẫy với 3 lần đại thắng Nguyên Mông, Hưng Đạo Vương đã viết một cuốn võ kinh được gọi là Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, hay gọi tắt là Vạn Kiếp Binh Thư. Khác với cuốn binh thư yếu lược, chỉ được viết để phổ biến cho tướng sĩ, cuốn Vạn Kiếp Tông Bí được đóng dấu mật, chỉ cho con em trong tôn thất đọc. Nội dung bên trong nó được người ta đồn đoán là sưu tập binh pháp các nhà, làm thành bát quái cửu cung đồ được Hưng Đạo Vương phân tích đúc kết nên. Thế nhưng điều đáng tiếc là về sau Vạn Kiếp Binh Thư này vì nhiều lý do mà thất truyền và người đời sau chỉ còn biết cuốn võ kinh này qua lời tượng. Câu hỏi được đặt ra ở đây, ai là người được Hưng Đạo Vương tin tưởng mà giao trọng trách viết lời tượng cho Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư? Dù thời điểm ấy, cả Triều Minh Vương, Trần Quang Khải hay Triều Văn Vương, Trần Nhật Duật đều là những con người kiệt xuất, nhưng người viết lời tượng lại là Trần Khánh Dư. Chỉ riêng lời tựa này cũng được xem là một tác phẩm kinh điển vì nó không chỉ dừng lại ở việc đề cao giá trị của Vạn Kiếp Binh Thư về tài năng quân sự của Hưng Đạo Vương mà còn cho thấy tư duy quân sự đáng khâm phục của Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư viết bằng Hán văn và có bản dịch như sau: Phàm người khéo cầm quân thì không cần bày trận, khéo bày trận thì không cần giao chiến, khéo giao chiến thì không thể thất bại, khéo thất bại thì không thương vong. Xưa kia, Cao Giao làm chức sĩ dư mà mọi người không dám trái mạnh. Văn Vương và Vũ Vương nhà Chu là bậc thầy về văn và về võ, ngấm ngầm sửa đức để khuynh hất quyền bính của nhà Thương mà lấy nghiệp vương. Đó đều có thể gọi là những người giỏi cầm quân, không cần bày trận vậy. Vua Thuấn múa lá mọc và lông trĩ mà họ Hữu Mưu tự mình tìm đến. Tôn Vũ nước Ngô đem mỹ nhân trong cung thử tập trận mà phía Tây phá nước Sở hùng cường, phía Bắc giao y với nước Tần, nước Tấn, nổi tiếng khắp chư hầu. Đó đều có thể gọi là những người giỏi bày trận, không cần giao chiến vậy. Cho đến Mã Ngập nước Tấn dựa vào bát trận đồ chuyển đánh nghìn dặm, phá được Thụ Cơ Năng mà lấy lại Lương Châu. Thế gọi là người giỏi giao chiến, không bao giờ thất bại vậy. Cho nên, trận nghĩa là bày ra, là khéo léo. Ngày xưa, vua Hiên Viên lập ra phép tỉnh điền để đặt binh chế, ra cắt lượng xếp đá bên sông để làm bát trận. Vệ Công sửa lại làm trận Lục Hoa, Hoàn Ôn định ra trận Xa Thế. Trước sau đều có trận đồ nổi tiếng, trình bày tuần tự, thành phép tắc rõ ràng. Nhưng người đương thời ít ai thông hiểu, muôn vàn đầu mối nhìn vào, dường như rối loạn, chưa từng nắm được lẽ biến dịch bên trong. Ví như những phép tắc và suy luận của Lý Thuyên, người sau không ai hiểu nghĩa là gì. Vì thế, quốc công ta bèn so sánh, kê cứu trận đồ và binh pháp của các nhà, tổng hợp lại thành một bộ sách. Tuy chép cả những điều chi tiết, nhưng người sử dụng thì nên bỏ bớt những chỗ sườm, tóm lấy thực chất rồi lấy năm hành ứng với nhau, chính cung câu với nhau, phối hợp cương và nhu, xoay vần chẵn và lẽ, không làm hỗn loạn âm dương và tần sát, phương lợi và sao tốt, hung thần và ác tướng, ba cát và năm hung. Việc nào việc ấy thực phân mình rõ rệt. Quốc công lại còn thêm bớt với chiến thuật của thời Tam Đại, nhờ đó trăm trận trăm thắng. Cho nên đương thời phía Bắc làm cho Hung Nô phải sợ, phía Tây làm cho Lâm Ấp phải kinh. Rồi ông đem sách này dạy con em làm gia truyền, không tiết lộ cho người ngoài biết, lại có lời dặn rằng
sau này con cháu và bề tôi phò tá của ta có học được bí thuật này thì nên lấy đầu óc sáng suốt, linh hoạt mà thực hành và sắp đặt nó, chứ không nên lấy đầu óc cứng nhắc, tối tâm mà cất giữ và lưu truyền. Nếu trái điều đó sẽ mang vạ vào thân, làm hại lây đến cả con cháu, đó gọi là tiết lộ cơ trời vậy. Tạm thời chưa nói về vấn đề lời văn trôi chảy, khúc chiết thể hiện tài năng của bậc trí giả, chỉ riêng mấy câu phàm người khéo cầm quân thì không cần bày trận, khéo bày trận thì không cần giao chiến, khéo giao chiến thì không thể thất bại, khéo thất bại thì không thương vong, đã thể hiện cả triết lý quân sự mà Trần Khánh Dư, triết lý ấy toát lên từ một vị soái, chứ không còn đơn giản chỉ là một vị tướng bình thường nữa. Trên thực tế, từ cách cầm quân, cách bày trận hay trong giao tranh và cả khi thất bại sao cho khéo, đã được Trần Khánh Dư thể hiện cả trong trận chiến ở Vân Đồn đánh tan đạo quân Tài Lương. Cái giỏi của Trần Khánh Dư là dùng quân để đạt được mục đích là có thể thua một trận nhưng lại thắng cả một chiến dịch. Chúng ta không thể có nhiều nguồn sử liệu để có thể so sánh tài năng cầm quân của Trần Khánh Dư với những bậc anh hào cùng thời. Nhưng có lẽ tầm nhìn, tư duy và triết lý quân sự của vị anh hùng bán than này rất tương đồng với thống soái quân đội Đại Việt khi đó, Hưng Đạo Vương. Các đời vua Trần về sau cũng đều chung một nhìn nhận đánh giá cực cao Trần Khánh Dư. Chẳng những đời Thánh Tông, Nhân Tông mà đến đời Anh Tông, Minh Tông cũng vậy. Trong những chuyến nam chinh đến Chiêm Thành sau này, Trần Khánh Dư dù không được thăng chức lớn nhưng đều được trọng dụng thống lĩnh thủy binh. Tuy có triết lý tư duy quân sự tương đồng với Hưng Đạo Vương và tài năng hơn người, nhưng Trần Khánh Dư lại không có được cảm tình và đánh giá cao vì cho rằng ông thiếu đi chữ đức. Năm 1296, Trần Khánh Dư bị dân kiện về tội tham lam thô bỉ. Ông buộc phải về kinh thành chầu vua Ảnh Tông. Sử sách có chép lại rằng Trần Khánh Dư nhân đó tâu với vua về đạo nuôi quân, mà rộng hơn là đạo trị quốc rằng: tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Chính vì những điều trên và những sự việc khác xảy ra với Trần Khánh Dư, nên khi nhắc về ông, hậu thế đều nhìn ông bằng con mắt khác nhau. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa đi tìm câu trả lời cho câu hỏi rằng là Hưng Đạo Đại Vương là danh tướng số 1 thì Trần Khánh Dư là xếp thứ mấy rồi đúng không nào? Và còn rất là nhiều những video hấp dẫn ở phía sau nữa. Chính vì vậy các bạn thân mến, đừng quên dành cho Ghiền Sử Việt một nút like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo ở phía bên cạnh để trở thành một trong số những người nhận những video mới nhất, hot nhất của kênh nhé. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay các bạn có suy nghĩ như thế nào về vị đại tướng kiệt xuất và tài giỏi Trần Khánh Dư? Đừng quên để lại bằng một bình luận ở phía dưới cho Thanh Hiền và Ghiền Sử Việt được biết với nhá. Còn bây giờ thì Thanh Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.